Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ về thời gian trình nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Trong công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá, thực tế hiện nay kinh tế quý 2 và những tháng đầu quý 3 năm nay đã có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội, an ninh toàn cầu, khu vực tiếp tục có những biến động phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước ta. Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi xuất khẩu giảm mạnh, đầu tư nước ngoài đình trệ. Từ thực tế trên, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ đưa nội dung trình nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng với người lao động ra khỏi chương trình công tác năm 2023 của Bộ. Việc xây dựng dự thảo nghị định nêu trên sẽ được thực hiện sau khi Hội đồng Tiền lương Quốc gia khuyến nghị với Chính phủ về phương án lương tối thiểu vùng năm 2024. Tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Theo thông tin từ Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong số các bệnh nhân đến khám tại đây có tới khoảng một nửa gặp tình trạng rối loạn giấc ngủ. Đáng nói là số người phải đi khám bệnh về tình trạng rối loạn giấc ngủ đang gia tăng ở nhóm người trẻ tuổi. Rối loạn giấc ngủ có thể gặp ở mọi lứa tuổi, giới tính. Nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng gần 1/3 dân số gặp vấn đề với rối loạn giấc ngủ, nhưng chỉ dưới 15% được chẩn đoán. Theo các bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai, khi bị rối loạn giấc ngủ kéo dài thì cần xác định rõ nguyên nhân để điều trị sớm. Phần lớn những bệnh nhân khi đi khám đều mắc hội chứng rối loạn giấc ngủ từ lâu, trong số đó có rất nhiều trường hợp sử dụng những thuốc an thần, thuốc hướng thần mà không có sự chỉ định của bác sĩ. Đây là một điều rất nguy hiểm và có thể gây ra tình trạng phụ thuộc vào thuốc cho bệnh nhân. Để có giấc ngủ ngon, mỗi người cần có một chế độ sinh hoạt điều độ, tập thể dục đều đặn, tìm cách giải tỏa sớm những căng thẳng về tâm lý. Trước khi đi ngủ, tránh sử dụng những chất kích thích và điện thoại di động. Người cao tuổi là đối tượng thường xuyên gặp các vấn đề về sức khỏe do hệ miễn dịch kém. Tuy nhiên, ý thức tăng cường sức khỏe chủ động ở nhóm tuổi này vẫn còn nhiều hạn chế. Vừa qua, Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển và công ty Sterling Technology Mỹ ra mắt sản phẩm Vana Colostrum đặc chế phù hợp cho thể trạng người Việt nhằm tăng đề kháng nhanh cho người lớn tuổi. Theo kết quả điều tra quốc gia về người cao tuổi, thì Việt Nam có gần 70% số người cao tuổi có tình trạng sức khỏe yếu và rất yếu, cần phụ thuộc vào người chăm sóc. Phần lớn người cao tuổi chỉ bắt đầu điều trị khi bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Sự chậm trễ trong phòng ngừa sức khỏe chủ động khiến người cao tuổi không kịp nâng cao và tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả. Để có cuộc sống lành mạnh thì người cao tuổi cần tích cực vận động, có chế độ ăn uống lành mạnh, nâng cao sức đề kháng, tăng cường hệ thống miễn dịch, đồng thời cần bổ sung thực phẩm chức năng. Vana Colostrum là sản phẩm được đặc chế phù hợp cho người lớn tuổi Việt Nam, gồm phân đoạn sữa non, phân tử lượng thấp độc quyền từ Sterling Mỹ và kháng thể IgG kết hợp với hỗn hợp đạm đậu nành, chất béo thực vật cùng vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Đây là sản phẩm được đặc chế phù hợp cho người lớn tuổi Việt Nam là lá chắn kép cho sức khỏe, đặc biệt phù hợp cho người lớn ăn uống kém, người cần tăng sức đề kháng, giúp người cao tuổi Việt tăng sức đề kháng nhanh. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 1117 ngày 25 tháng 9 năm 2023, phê duyệt chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học. Chương trình phấn đấu trong giai đoạn 2023-2026 xây dựng và vận hành cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học, trở thành địa chỉ tìm kiếm tài liệu học tập, giảng dạy và nghiên cứu tin cậy. Một số tiêu chí được đặt ra giai đoạn này như là trên 40% số cơ sở giáo dục đại học tham gia xây dựng phát triển, trên 300 giáo trình tài liệu giảng dạy, học tập trong giáo dục đại học được đưa lên cổng truy cập tài nguyên, trên 50% số người học đang học tập trong các cơ sở giáo dục đại học khai thác được nguồn tài nguyên dữ liệu. Để bảo đảm thực hiện mục tiêu của chương trình, nhiệm vụ cần phải bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên giáo dục mở. Là một địa phương đặc biệt khó khăn, nằm trong 10 xã nghèo nhất của tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, nhờ sự đầu tư của nhà nước, sự đồng hành của chính quyền địa phương và sự nỗ lực vươn lên của chính người dân, diện mạo của xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà đã có nhiều đổi thay. Mô hình trồng cây cát cánh, xen kẽ cây lê này là một điển hình trong việc thay đổi tư duy sản xuất ở xã Hoàng Thu Phố. Với lợi nhuận cao hơn gấp 10 lần so với việc canh tác các loại cây nông nghiệp truyền thống, mô hình này đã và đang giúp người dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Trước kia trồng ngô thì
cũng năng suất thấp nên là so với bây giờ trồng cái cây cắt cánh này thì thu nhập nó cao hơn, bây giờ gia đình nó cũng kháng hơn, so với ngô thì nó gấp 10 lần. Trong những năm qua, người dân xã Hoàng Thu Phố đã được tiếp cận với nhiều chính sách giảm nghèo, như chính sách hỗ trợ làm đường giao thông, chính sách phát triển sản xuất, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo. Kết quả là diện mạo của địa phương có nhiều đổi thay, người dân đã bắt đầu biết khai thác các tiềm năng, lợi thế để phát triển. Cấp ủy chính quyền xã cũng như cả một hệ thống chính trị xã cũng đã tích cực vào cuộc và tuyên truyền vận động người dân từng bước thay đổi, chuyển dần từ cái sản xuất nông nghiệp thuần túy sang làm kinh tế nông nghiệp, làm điểm, cầm tay chỉ việc và thực hiện hướng dẫn quy trình kỹ thuật. Xong rồi từ đó là cái mô hình để lan rộng, lan tỏa cái mô hình hiệu quả. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng mục tiêu giảm nghèo luôn được chính quyền địa phương ưu tiên và dành cho nhiều nguồn lực. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhanh qua các năm, bình quân trên 10% một năm. Phấn đấu đến năm 2025, Hoàng Thu Phố sẽ thoát khỏi một trong 10 xã nghèo nhất của tỉnh Lào Cai. Chúng tôi cũng cố gắng là sẽ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả từ các cái nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ nhân dân Bắc Hà trong sản xuất, sinh hoạt cũng như là nâng cao đời sống cho bà con nhân dân, góp cho việc thực hiện cái đề án của huyện ra khỏi huyện nghèo. Tỷ lệ nghèo đã giảm nên đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Từ đó, người dân ở Hoàng Thu Phố cũng ra sức, đồng lòng cùng phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.